Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trở lại thông tin hôm nay, mình lại đề cập đến một thông tin mới liên quan đến quyết định truy nã ngày hôm qua, liên quan đến nhân vật mà được cho là Việt Tăng này đã đến cùng với bà Hằng nha quý vị. Chúng ta cũng đã thấy thì trên mạng xã hội ngày hôm qua lan truyền một cái quyết định gọi là truy nã nhân vật mà được bà Phương Hằng cho là Việt Tăng. Nhưng thông tin hôm nay thì mình được tìm hiểu và nhận được thì đây là một cái... Uh, tờ giả giả nha quý vị, cái quyết định giả mà được photo rồi cắt ghép từ một cái quyết định thật rồi sửa lại ngày tháng nha quý vị. Nhưng mà cái quyết định truy nã này là có có thật một cái quyết định tri nã về một người phụ nữ lừa đảo là giám đốc ở Bình Dương đang được công an Bình Dương truy nã nhưng nhưng mà tên người này truy nã này không phải là nữ Việt Tăng giống như à, à, trong cái quyết định này nha quý vị thưa quý vị đó là thông tin mình nhận được và nữ giám đốc uh, của bình dương này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và được công an tỉnh bình dương truy nã trùng với cái ngày mà có cái quyết định truy nã và đúng y cái thời điểm mà liên quan đến cái người phụ nữ mà việc tăng này nghe quý vị cho nên là cộng đồng mạng đã phát hiện ra cái quyết định truy nã này và không biết nhân vật nào đó đã cắt ghép cái quyết định truy nã này và chia sẻ lên để sửa ngày tháng lại nó giống y vậy để cho bà con chúng ta à, có một cái suy nghĩ lệch lạc nha quý vị. Thực ra thì cái tờ quyết định này là thật nhưng mà không phải tên nhân vật hình ảnh cũng như là um, ngày tháng, cái ngày tháng là quý vị thấy để ý kỹ là cái con số 24 này, ngày 24 tháng 10. À số 24 này là là bị thay đổi nha quý vị. Số 2 nó lớn hơn số 4 nhiều, đấy quý vị để ý kỹ thì sẽ thấy và sáng hôm qua khi mình phát hiện cái này thì mình cũng đã nghi nghi rồi cho nên mình không dám chia sẻ và mình để theo dõi thì đến chiều thì mình cũng có thấy một số kênh youtube chia sẻ đấy và trên báo chí thì không có cái nào hết nhưng mà mình cũng thấy thôi đây là cũng đề tài cũng thú vị thôi chia sẻ nhưng mà mình không khẳng định được đây là cái cái quyết định thật nha quý vị cho nên hôm nay mình lên mình đính chính lại cho quý vị và các bạn tham khảo để biết thêm cái quyết định này là thật À, có quyết định thật nhưng mà không phải là người phụ nữ Việt Tân trong hình được cắt ghép và quyết định này đã bị sửa ngày. À, sửa ngày còn nội dung thì giống nhau. Quý vị thấy trong cái tờ quyết định này nó chỉ là cắt tới ngang chỗ cái từ quyết định thôi. À, còn cái dưới là cái tên nhân vật người ta không sửa nữa. Cho nên chúng ta cứ lầm tưởng là đúng như vậy nhưng khi họ cắt cái hình ảnh của người phụ nữ mà được cho là việc tăng này họ gắn vào đây thì khiến cho người ta lầm tưởng nghi ngờ đó là có quyết định thật à, nhưng mà nó không chia sẻ hết toàn bộ cái cái bê văn bản của quyết định nó chỉ cắt ghép tới cái chữ quyết định thôi còn ở dưới cái đoạn dưới là quyết định của công an Bình Dương truy nã nữ giám đốc À, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nha quý vị. Và đây là một cái quyết định có thật của công an Bình Dương đang truy nã một nữ giám đốc nhưng lại trùng lập với lại cái thời điểm này cho nên là cộng đồng mạng đã cắt ghép hình ảnh này. Trên hình ảnh là chúng ta thấy rằng cục cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã quyết định truy nã vào ngày vào ngày 25 tháng 4 năm 2024 nó trùng với thời gian Quyết định truy nã về một nữ giám đốc ở Bình Dương bị truy nã đặc biệt. Người phụ nữ là giám đốc này đã vay tiền của nhiều người rồi ôm tiền bỏ trốn và đã chiếm đoạt tài sản và bị công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã. Đây là thông tin về cái quyết định truy nã này có thật, trên hình ảnh là một cái quyết định truy nã, người thật việc thật, hình ảnh thật à, Thay vào đó thì cộng đồng mạng ngày hôm qua cắt ghép về cái hiện tượng Việt Tăng đang được cộng đồng mạng săn lùng Thì người ta cắt ghép cái hình ảnh của người phụ nữ Việt Tăng gắn vào cái hình ảnh cha cái người phụ nữ này lại và thay sửa đổi cái ngày là ngày 24 tháng tháng 10 để là đánh tráo khái niệm và để lừa cộng đồng chúng ta thôi quý vị thấy không các bạn thấy cộng đồng mạng bây giờ rất là tinh vi tinh ý vì công nghệ nó phát triển mạnh cho nên người ta làm bất kỳ việc gì để đánh lừa cái niềm tin và cái nhìn của cộng đồng cho nên chúng ta khi theo dõi một thông tin cần phải cảnh giác thực sự chứ không là bị lầm nha quý vị. Đấy như vậy thì việc mà công an Bình Dương truy nã người phụ nữ uh, này là có thật à, và đã bước được cộng đồng mạng làm giả rồi. Mình xin cập nhật tiếp cái phần sau của tờ báo này Báo tuổi trả đàng hoàng nha quý vị Đây rồi mình cập nhật tiếp cái đoạn sau của thông tin từ bài báo này nè Trước khi bị truy nã thì Nguyễn Thị Kim Loan là giám đốc công ty Việt Tâm Đức Hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa nông sản tại Bình Dương Ngày 27 tháng 5 do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1964, trú tại tỉnh Bình Dương về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, thì Nguyễn Thị Kim Loan là giám đốc công ty Việt Tâm Đức hoạt động và kinh doanh mua bán nông sản tại Bình Dương. Đấy, đơn giản tóm tắt là như vậy. Mình xin đính chính lại nha quý vị, còn bài báo này là mình nhận được thông tin từ chụp hình trong cái bài báo này và nội dung trong bài báo là truy nã một nhân vật là giám đốc nguyễn thị kim loan à, buôn bán hàng nông sản tại bình dương và có hoạt động là vay rồi à, gom tiền của người dân để mà trốn thoát à, và quyết định cơ quan chức năng đang truy nã và điều tra theo đơn tố cáo còn cái quyết định à, truy nã ngày hôm qua liên quan đến người việt tăng đó thì là không phải nha quý vị hiện tại thông tin về người việt tăng thì theo nhiều nguồn tin thôi chứ cũng chưa có báo chí đăng nha quý vị nhiều nguồn tin được chia sẻ trên mạng xã hội thì cho rằng mấy anh mấy chú ở bình dương cũng đã mời à, nhân vật việt tăng này lên làm việc và đang truy tìm à, ngay nhiều nguồn tin thì cho rằng truy tìm nhiều nguồn tin thì cho rằng đang mời lên làm việc chúng ta cũng chưa xác định được vì chưa có thông tin từ báo chí và có thể là là đã đang làm việc bởi vì nhiều nguồn tin à, được cập nhật từ những người mà làm trong trong ngành người ta chia sẻ ra cho nên có thật nha quý vị còn chị hai đại nam cũng có mời lên làm việc nhưng chị hai không lên làm nha quý vị chị hai không lên làm việc mà chống đối và cuối cùng thì để cho mấy anh mấy chú ở bình dương tới trực tiếp để làm việc với chị hai và mời lên lần thứ hai chị hai cũng không lên và sau khi mời lên để lấy lời khai thì thả chị hai về nha quý vị nói chung là chị hai À, và anh hai có mời lên làm việc nhưng mà à, không giam giữ nha quý vị Còn riêng người phụ nữ Việt Tăng đó thì chúng ta cũng vẫn chưa biết là à, như thế nào Và hình như là người phụ nữ Việt Tăng đó đang được giam giữ đó quý vị Còn chị hai anh hai thì à, chỉ mời lên làm việc lấy lời khai thôi rồi thả về Và hiện tại trong cái vụ việc này thì cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành để điều tra thưa quý vị rồi bây giờ chúng ta có thể trở lại nhận định và đánh giá thêm một lần nữa về nhân vật người phụ nữ việt tăng này như thế nào thưa quý vị trên hình ảnh là chúng ta thấy người phụ nữ mang dáng vẻ rất là nông dân rất là bình thường khi đi lang thang vào công ty đại nam và à, đi bằng xe máy cho nên trên tay cầm nón bảo hiểm và khi được vào à, đại nam thì được à, nhiều người tiếp đón này nhân viên và trợ lý của bà tổng tiếp đón rồi ăn cần một cách rất là chu đáo nha quý vị. đây quý vị thấy không người phụ nữ đi cái dáng vẻ rất là giang hồ thì không thể cho rằng đây là một người việt tăng được. người việt tăng thì là một cái tổ chức của nước ngoài được đào tạo rất là bài bản rất là nghiêm túc về chính trị thấy đúng không? vào đại nam thì được ngồi vào cái ghế của bà phương hằng nơi mà bà phương hằng đang ngồi đàm phán nhưng À, người phụ nữ này phải là một nhân vật tích cực quen biết trước hay hoặc là được mời đến cho nên mới được ngồi ngang hàng với bà phương hằng như vậy chứ không dễ gì đâu nha quý vị cho nên chúng ta thấy rằng khi vào ngồi thì nói một xíu gì đó thì người phụ nữ này gục đầu và tỏ thái độ là khóc sau đó thì bà phương hằng à, rất là ăn cằn xoa dịu để vỗ về, để an ủi để năn nỉ và có thể là để động viên chứng tỏ rằng những con người này đã có một cái kết nối về mối thâm giao quen biết nhau từ trước hoặc là đã hò hẹn nhau cho nên đã đến đây và bàn một cái kế hoạch gì đó nhưng bà Phương Hằng nói rằng bà phụ nữ này tự xưng là tổ chức của Việt Tăng đến đây nhờ tôi xuống đường để đem phan đến giải thoát cho sư Minh Tệ nhằm lật đổ chính quyền đó là cái câu mà bà phán trong cái live show đó với cái thái độ ăn căng mà bà Phương Hằng lau nước mắt này, rồi nhân viên của bà đưa khăn cho bà này lau nước mắt, tỏ ra một cái thái độ rất là ăn căng chứ không thể có một cái gì mà gọi là là người phụ nữ này dẫn dấn và vô tình đến để mà gặp bà Hằng. Nhưng trong cái động thái này thì chúng ta thấy rằng nếu đây là một việc tăng mà bà Phương Hằng biết trước, tại sao bà không báo cáo cho cơ quan điều tra liên bởi vì trước đó trong những ngày trước thì bà cũng đã từng khoa từng nói rằng khi bà ở tù thì có nhiều người trong tổ chức việt tăng đến để xúi dục tôi để rủ rê tôi nhưng đó cũng có thể là một cái tư tưởng mà bà muốn đem cái màn kịch và mượn cái nhân vật việt tăng này vào cho cái thót xô đó nhằm để Ừ, giải thoát cho cái câu nói mà quốc không trật phát nào để khỏi quê với cộng đồng mạng trong khi muốn quay xe lại với cái lời nói lương lẹo của mình đối với việc mà quốc không trật phát nào đối với sự thầy thích minh tuệ như vậy trên hình ảnh để chứng minh chúng ta có thể khẳng định người phụ nữ này không thể là việc tăng được bởi vì việc tăng là được đào tạo này được phải người có trình độ bài bản đàng hoàng và không phải là nằm trong tôn giáo người phụ nữ này ăn mặc với phong thái là giống như phật tử tu sĩ ăn mặc đồ lam màu nâu đeo túi sách của một phật tử và nhiều nguồn tin từ cộng đồng mạng còn nói tiếu cho rằng người phụ nữ này là um, tên tăng em của ông Việt và người phụ nữ này là um, bà Việt em của bà Tăng về lóc nói chung đó là những câu nói phô diễn mang tính hài hước nhưng đến bây giờ chúng ta chưa xác định được người phụ nữ này là như thế nào nha quý vị Trước đây thì nhiều nguồn tin mới được chia sẻ cho rằng là một đệ tử thân cận của Thích Nhật Luân và Thích Chân Dài kia. Vừa qua thì trên hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ gia đình bà Hằng chụp chung với người phụ nữ này cùng với ông Thích Nhật Luân và hình ảnh đó được chứng minh rằng đây là người phụ nữ quen biết từ trước đối với bà Hằng. Và có thể là như vậy cho nên mục tiêu của bà Phương Hằng là kết nối với những con người này nhằm lật đổ và đánh phá lại sư minh tuệ chứ không có cái gì để gọi là bảo vệ sư minh tuệ cả. Như vậy việc mà câu nói quốc không trật phát nào và mượn cái nhân vật việc tăng này vào làm một cái vở diễn để xoa dịu nỗi căm phẫn của cộng đồng mạng khi bà dám quốc sư minh tuệ. Đấy, quý vị thấy không? Và về việc bà khẳng định đây là việc tăng mà bà không tố cáo thì đó là hành vi che giấu tội phạm và là đồng phạm khi bà có liên quan đến tổ chức này, tội này bà cũng dính líu. Còn nếu như mà bà này không phải là việt tăng mà bà phương hằng khẳng định đây là việt tăng xuống để nhờ tôi à, yêu cầu tôi để dẫn phan xuống đường giải thoát cho sư minh tệ lật đổ chính quyền thì bà này lại có cái tội vu khống đối với người phụ nữ này và vu khống cho tổ chức việt tăng như vậy thì đường nào bà phương hằng cũng gặp nguy trong vấn đề này chúng ta thấy một điều đó rõ ràng và vài ngày sau khi cái sự kiện đó thì bên tổ chức việt tăng cũng đã lên tiếng phủ nhận cho rằng tổ chức của họ không có phái và không có sai một người phụ nữ nào mà ngang nhiên đến đại nam để nhờ bà hàng cả Cho nên chúng ta thấy rằng sự kiện này rất là nguy hiểm cho bà phương hằng khi không hiểu được pháp luật mà ngang nhiên thể hiện cái động thái của mình là như vậy đây là cái tội vu khống rõ ràng trước mắt nếu không phải là việt tăng thì bà vu khống người phụ nữ này là việt tăng này rồi phu khống cho tổ chức việt tăng đã đã xúi dục bà này đến thì hoàn toàn cái tội này bà phương hằng phải là là liên quan về tội vu khống còn nếu bà biết được đây là việt tăng thì bà là nằm trong cái tổ chức dính líu và bà có liên quan cho nên người ta mới nhờ bà thì bà ở một cái vai vế rất là âm thầm ngầm trong vấn đề này và nếu như đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng bà là một nhân vật đích thực trong tổ chức này nhằm để che giấu và tránh ná trách nhiệm của mình thì bà nói trên live show bà nói rằng đó là người phụ nữ này năn nỉ yêu cầu tôi nhưng tôi không đồng ý và sau đó tôi chéo tay tôi phản đối đó là một cái thể hiện một cái việc mà bà nắn trá cái trách nhiệm của mình nhưng trong tư tưởng quan điểm của bà thì luôn ôm một cái hẳn cho rằng tôi đi tù vì oan tôi sống vì nhân dân nhưng lại vì đi tù đó là một cái oan khiên của bà khi vừa mới ra trại thì bà tổ chức live show xuất hiện và những lời nói rất là căm phẫn rất là sân hận về cái việc mà đi trại của bà qua nội dung liên quan đến hai bài nhạc mà bà cho rằng bà tự sáng tác Phương Hằng và T30 thì chúng ta thấy nỗi căm hận và uất à, ức của bà trong cái chiến dịch mà đi trại của bà cho nên với một cái tư tưởng gọi là đối phó chống đối chính quyền thì chúng ta không có thể loại trừ bà phương hằng là có cái tư tưởng âm mưu đó cho nên là từ cái âm mưu đó trước đây bà cũng có kể là tuy đang ở trong trại thì có người à, là tổ chức của việt tân đến xúi dục tôi yêu cầu tôi à, làm chuyện này tiền kia cho nên đây nếu không phải là hành động dính líu thì bà cũng là có một cái tư tưởng cổ xí lan truyền lan tỏa và coi như gọi là sách động cộng đồng mạng à, kết nối với việc tăng để mà chống đối lại chính quyền bởi vì trong cái thái độ của bà trên các cái diễn đàn thóc xô thì bà thể hiện một cái sự rất là cay cú khi phản biện lại hoàng hậu và hòa thượng trong trại giam rồi bà nêu những cái cái góc khuất trong trại giam với một cái vẻ rất là căm phẫn thì từ điều này chúng ta không có thể rằng là không tin rằng bà này không có cái tư tưởng là chống đối và à, À, phản biện lại chính quyền cả với cái tư tưởng mà săn hận thù hằng như thế này bà từng nói rằng tôi trả thù 10 năm chưa muộn ngồi cái việc mà bà quyết định tổ chức cái thốt xô thứ hai drama thứ hai để đối phó với võ hoàng yên thì bên cạnh đó bà còn mang một cái tư tưởng chống đối lại chính quyền về những việc mà cho rằng bà sống vì nhân dân nhưng lại bị đi tù có nghĩa là bà khẳng định bà nghĩ rằng à, cơ quan chức năng đã bắt oan bà bà vì dân vì lo cho dân bà hy sinh cống hiến cho đất nước nhưng lại bắt tôi như vậy đó là cái điều mà chúng ta thấy sự ngạo mạn của bà luôn thể hiện thưa quý vị và hiện tại thì cơ quan chức năng họ đang tiến hành cái việc điều tra cho nên chưa có kết quả chưa có kết luận để thông báo và kể cả là báo chí cũng chưa có thông báo cho nên chúng ta chưa khẳng định và chưa đánh giá sự việc này ở một cái góc độ gọi là quyết định thẳng thắn khẳng định nha quý vị chỉ ta chúng ta chỉ là người tham khảo theo dõi thôi vẫn chờ cái kết luận điều tra từ cơ quan và thông tin từ báo chí chính thống rồi như vậy thì chúng ta vẫn luôn theo dõi cái diễn biến hot liên quan đến việc tăng và bà Phương Hằng trong cái vụ thoát xô sau ngày 20 tháng 10 sẽ như thế nào và cái kết cục là bà Phương Hằng có thực hiện đúng lời hứa của mình là tạo ra cái drama thứ hai tiếp tục đối phó với ông Hoàng Yên hay là bà dừng cuộc chơi Theo như cái động thái mà bà Hằng nói là sẽ dừng cuộc chơi Đó là cũng có thể là đúng Bởi vì bà đang trong sự quản chế, giám sát và theo dõi của trại à, giam An Phước và cơ quan điều tra Cho nên là bà phải dừng cuộc chơi thôi Nhưng khi bà được thoải mái tự do, trả quyền tự do Thì chắc chắn bà sẽ tung hoành Bởi vì bà nói rằng quân tử trả thù 10 năm không muộn và bà bây giờ đang âm ôm một cái mối hận đối với lão thần y là người tình năm xưa võ hoàng yên chỉ biết xoa bóp và bấm nguyệt không biết làm cho chị cùng cuộn tê tái nữa đấy quý vị cho nên đó là cái nỗi ôm hận và nhục nhã nhất mà mụ đã ôm cái sự cay cú này trong lòng nhiều năm qua và phải trả giá cho một bản án rất là thích đáng cho cái tội ha. mê chuối của anh niên phải không quý vị rồi, vâng thưa quý vị, chúng ta vẫn liên tục theo dõi thông tin này. Và đến đây mình xin kết thúc thông tin của nội dung bài viết này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một ngày luôn được bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái à.